Mú cà kỳ phối hai màu à hoàng ở trong trong giỏ hải em có nhá, trong giỏ hải em đang có mú nhá, qua quần jean đi anh. Ok đấy, vẫn còn đâu đấy là 2-3 suất mình anh em mình vẫn để trong giỏ hàng, bạn nào vào sau là cũng vẫn là có thể là mua ở trong giỏ hàng nhá. Lên lên ghế, lên ghế, lên sàn đây, lên sân khấu đây, lên sân khấu, lên sân khấu, lên sàn, lên sân khấu đấy. Quần nhiêu đang mặc là không màu khác à? Không màu khác. Quần nhiêu đang mặc là quần dù quần Linh không ở không muốn mặc đấy, nhưng mà ở mặc quần chủ Linh vào bình này, nhưng mà hôm nay Linh không mang đi, tưởng Linh thích Linh cầm đi, nhưng mà giá là 500k cho con quần bò này và hôm nay anh em mình bán là chỉ còn có 395k. Ui giời ơi, 395k. Quần này là có 3 màu nhá. Màu mình đang mặc là quần màu xanh đậm, còn như Linh hôm bữa đang mặc với mình live, với là hôm mà đang ở chỗ karaoke của màu xanh bạc. Bảo Bình là xanh bạc, xanh đậm và màu đen. Đen. Đấy. Đấy, 3 màu. Form quần này là cực kỳ đẹp luôn nha anh ạ. Nhưng mọi người ạ, hôm bữa Linh mặc thấy mọi người khen nhiều quá. Nên từ đấy hôm bữa là Linh mang quần này luôn. Linh cứ thích mang cái quần màu này với là quần màu xanh xanh bạc. Là thấy Linh thích mặc luôn. Nên là cảm thấy là quần này là cực kỳ đẹp nha. Mình thấy mọi người mua nhiều lắm. Và quần này là có size của nó là đang đủ, đầy đủ size nha mọi người. Đầy đủ size nha, nên là mọi người thoải mái lựa chọn nha. Chị Lê mặc màu nào, mình thấy là Nhật Lê là mặc màu xanh bạc. Là mình thấy là xanh bạc là màu đẹp nhất, là Lê hay mặc. Vậy là màu đen á, màu đen với màu xanh bạc là Nhật Lê hay mặc. Mét 73-72kg cũng lên 30 suất cho cả nhà mình nhá. Size L nha, quần có size 82-75 mặc XL cho em ạ. XL đi. Nếu mà để nói về cái mẫu quần này ấy, thì các bạn có mặc đến 7, 8, 10, 15 đi nữa thì nó không bao giờ hết mốt. Nó bền như bền luôn. Lê mặc size S nhá. Chị Minh ơi, Lê mặc size S ạ. Nam cao 72-70kg, lấy size L cho em. Như em đang mặc, đã mặc xem cũng mặc xem mờ luôn. Hai anh em là cái là form giống nhau. Mặc cái gì cũng mờ L hết. Còn có kho một kho bồ miếng không? Có nhá. Mét 53, 47kg. À, quần này có con giãn không nhỉ? Để xe ra mình. Để từ. Nó không phải là chất lượng con giãn đâu. Chồng mình mét 75, cao mét. Nó không có giãn đâu, nhưng mà nó rộng. Mặc 75 cũng là thoải mái. 75 à? Ui, thế thì mặc cho mình size M nhá. Size M thì mình kéo lên một tí. Bạn nào mà không thấy giỏ hàng thì là các bạn là có thể là thoát ra vào lại để kiểm tra xem làm nhá. Chia sẻ phiên la chim, cảm ơn bà xã nhá. Mét 7-58kg, lấy cho mình size M. Đấy, giờ sung hơn đấy, thế nên Nhật Lê vào là sung hơn này. Mét 53-47kg lấy cho em size S nhá. 19 suất. Mét 60-43kg lấy cho em size S luôn ạ. 1m75 nặng 80kg. Bữa em sang được hai cái áo mà bị hủy đơn là như thế nào, làm sao mua lại? Hay là giờ đặt lại trong phiên live của em đi. Bạn có thể đặt lại trong ngay trên phiên live này luôn nhé. Của em thì cứ đặt cho em đi. Cái giá nó cũng gọi là cái sấp xỉ so các cái mega line thôi. Mét 70-76kg lấy cho em size L nha. Đây giờ gọi là mega line nhưng mà phiên bản hơi bé một tí. Thì dần dần là mình với anh Tiến sẽ like nhiều hơn thì là sẽ uy tín hơn. Nhưng mà hồi này hiện tại anh thấy em có uy tín không ạ? Uy tín. Có uy tín luôn. Rất uy tín. Quang Linh cao 1m mấy anh? Quang Linh 1m75. 72. Ngủ rồi, đây. Ngủ rồi. Nhiều bạn hỏi quá. Để quay cho các bạn xem nhá. Đây. Bên này là đấy. Phòng mà mình với Linh. Còn bên này là phòng Hoàng với Tâm. Thiên thần sang Nga đang ngủ. Rồi. Đấy. Hai thiên thần đang ngủ. Rồi. Còn Thích thì tắm thì đang ngủ. Đây. Thích thì tắm thì đang ngủ. Chùm cái chăn trắng thì trông ghê chết đây được. Ừ. Nhìn sợ chưa? Bảo lại đi. Anh dai kim phẩm như em dai. Ừ. Ngủ rồi. Anh dai kim mà phẩm cho Hoàng đấy, ngủ đấy. Đấy. Nhìn trông chăn trắng này. Chùm đầu này. Nay là buổi tối dậy đi đái và ra nhìn thấy ông này thì đúng là tí nữa anh em mình. Thôi. Anh em mình ra xong đi massage nha. Dậy mà đi vệ sinh là ra nhìn thấy ông này chắc là thôi, đi vào ngủ tiếp. Giờ mà nhắc đi massage là tỉnh dậy này. Ừ. Giờ mà bảo massage phát theo. Thôi, tí để lừa được ông. Chửi cho đấy. Suất 10 suất mọi người. Cái quần jean như mình đang mặc nhá, có đây đầy đủ. Anh em mình nên là cứ để lề trong nghe
sao lại mời chồng em 1m68 90kg, lấy XL cho em, lấy XL cho em là được. 1m55 45kg lấy S nhá, 65kg mặc size như mình, size M đây, mình mà mặc mà bùng ở đây nó cái cạp quần của nó này đấy. Ồ, có mang nó size M nhá, có mang nó lách chưa? Có 1m7 55kg lấy cho em size M nhá, 1m5 100kg rồi không có size rồi, không đủ. Ôi rồi, 1m5 mà 100 cân à? Bùng to lắm à, 90 cân XL mang được. Hôm bữa bố quý mới thấy không? Bố quý bùng như này, anh Hòa bùng như này. Ui. Mà mình còn mang cho mặc cả áo và quần áo polo size XL, quần jean size XL. Size XS, size S thì bao nhiêu cân kìa? Tầm khoảng dưới 60kg là mặc xe cho mình được này. Tầm khoảng 5, 7, 8 là xe cho mình. Rồi ok, qua mã đi em ơi. Hết rồi à? Hết rồi. Ô, thì sao hết nhanh thế thật á? Ừ, xong rồi. Còn đâu 3 gái thôi. Ô, sao hết nhanh thế được? 3 gái, 10 mét gái, 7, 3 gái. 1m7, 39kg thì không có sai rồi. 1m65, 56kg là xe cho mình nhá. Phút. 1m72, cái gì? 1m70, 54kg là xe M cho mình. Khô gà. Lên lăn nách đi. Khô gà. Quần jean 1m68 nặng 74kg lấy xe L cho mình. Khô gà. Có khô gà. Khô bò tí nữa. Mọi người cứ chờ mình nhá. Lên nào, khô bò từ từ, khô gà này đang có deal này. Các bạn nhá, khô gà là đang có deal khủng này. Mọi người chờ để mà săn nha mọi người nhá. Chờ mình để mà săn, đừng các anh đang báo. Mình lên phút xong thì mình sẽ lên lăn nách. Mọi người cứ từ từ yên tâm nhé mọi người. Mình sẽ lên hết. 1m8, 74kg. Đang mặc, áo anh đang mặc là mặc size. Rồi size, ok, ở đây trong đây bạn nào là đang muốn săn khô gà thì comment cho tớ cái số 1. Số 1. Đấy. Số 1 để có deal nhá. Để tớ xem là khoảng tầm bao nhiêu người đang muốn săn để... Ui, cho deal mọi người luôn. Rồi. Cho deal mọi để người. Để lên từng đấy deal thôi. Chứ không thì 1... 2, 3, 4 từ 4 mới có 4 người. Đây, được như 4, đây. 5. Đấy. Đang ăn khô và gà kìa. Các bạn đang ăn được kìa. Ăn chưa hết, săn tiếp. Đúng rồi, giá nó cực kỳ hời này. Mai anh 6. Xem có bao nhiêu người lên từng ấy deal. 7. Mới có 7 người thôi. Đang ăn này. Các bạn đang ăn rồi. Mới có thấy 7 bạn lên chưa em ơi? Chuẩn bị lên này. Từ từ anh. Không biết giá có sốc không? Giá hôm nay là... Đức Anh đang... xét cái... 80 suất. Đấy. Giá cũ của nó là 113. Và bây giờ là... 74 khô gà. Một hộp như mọi người. Một hộp khô gà 200... 50g. 250g. Lên đúng 80 suất thôi mọi người nhá. Chưa bao giờ mình thấy là giá nó rẻ thế. Cái giá này là cái giá nó chỉ chênh so với cả Mega hình như đâu có mấy nghìn. Mấy nghìn thôi. Có mấy nghìn thôi. Mấy nghìn. 80k là em thấy là rẻ nhất rồi. Ừ. Rẻ lắm rồi. Rồi lên rồi, lên rồi. 74k đã lên nhá. Lên 80 suất. 80 suất cho mọi người nhá. Biết ở đây nó to không ta? Cái này cách âm tôi đó. Không biết cách âm của tôi không ta? 80 suất anh chị ạ. Có 80 suất thôi và giá của nó đang là 74k cho một hộp khô gà 250g. Đây là gói 500g nhá, nhưng mà thực ra là giá là 74k là cái hộp 250g. Sao ngoài mà mua 49k kia? 49k. Ôi 39k. Ôi sao thế thì làm sao có lời được? Ừ. Đang khô gà. Ui giời, thế làm sao mà có lời được? Đã mua. Những anh chị em nào mà đã mua đã săn được nhá, mọi người cứ comment cho em nhá. 49k kìa. Ui giời, rẻ thế à? Mọi người nhớ nhá. 100 ôi toàn 9k thôi. Ôi hôm nay sao cái vô chơi nhiều thế nhỉ? 113k hộp 250g mà bây giờ em bán một giá là 74k thôi. Mọi người thấy có rẻ không ạ? Chả có ai mua giá 74 đâu, toàn có 6 mấy cơ. 65k, 30k thôi. Thế thì rẻ thế này mọi người phải nhanh tay mua, không phải hộp nhá. Mà 2-3 hộp đi mọi người tích cho em. Mà bảo hành hạn sử dụng là 6 tháng. Hạn sử dụng của nó là 6 tháng nha mọi người.